Em xin kính chào các bác, anh chị và các bạn đang xem video của em. Thì hôm nay trong cái video này em sẽ giới thiệu cho các bác, anh chị và mọi người ba cái mẫu xe thuộc dòng xe đạp touring mà trong cái phân khúc là rất là phù hợp và dễ dàng tiếp cận cho tất cả mọi người. Đấy, khoảng trên 5 triệu và dưới 10 triệu nhé. Thì nó sẽ có ba cái mẫu dòng xe đạp touring mà em muốn giới thiệu đến mọi người. Đó chính là mẫu Kali S2000, mẫu Chinix Free 2.4 phiên bản 2024 và mẫu Kali S3000. Đấy, một trong ba cái mẫu xe touring này đang bán rất là hot và chạy tại Bike to School bên em. Thì tất cả các cái xe này thì bên em đều có sẵn hàng tại các chuỗi hệ thống bán lẻ của Bike to School tại Hà Nội. Thì mọi người có thể qua trực tiếp cơ sở để mình có thể là xem xe trực tiếp và để được các bạn nhân viên tư vấn về cái màu sắc này, cái size xe sao cho phù hợp và cái mẫu xe sao cho phù hợp với lại cái nhu cầu của mình nhá. Còn ngoài ra mọi người muốn đặt mua hàng online hay là tư vấn online thì có thể gọi ngay cho em qua số điện thoại 0919008533 nhé, để em có thể là tư vấn cũng như là ship xe nhanh chóng nhất cho các bác và anh chị đến để có thể là trải nghiệm xe nhanh nhất nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng em đi vào nội dung chính của cái video ngày hôm nay nhé. Mẫu đầu tiên em muốn giới thiệu đó chính là mẫu Kali S2000. Thì cái mẫu này thì mọi người có thể quan sát qua về cái kiểu dáng, hình dáng này. Xe rất là nhẹ nhàng, thanh thoát, gọn nhẹ. Đấy, và trọng lượng của mẫu này nhá, cực kỳ nhẹ luôn. Những cái dòng xe touring này thì được cái ưu điểm là trọng lượng nhẹ, thể kiểu dáng cũng khá là thể thao. Về phần khung sườn thì là sẽ là khung sườn nhôm, bản không mối hàn rồi nhá. Và cái màu sơn đây là sẽ là màu sơn bóng nhá. Với mẫu S2000 sẽ là màu sơn bóng thì phù hợp cho mọi người nào mà thích cái sự nổi bật một chút thì cái mẫu S2000 này rất là phù hợp. Và cái size khung xe thì cái mẫu này thì sẽ phù hợp cho mọi người có chiều cao từ 1m50 cho đến khoảng tầm 1m75 hay là 1m8 mình vẫn có thể sử dụng được nhá. Còn với giá thành chỉ khoảng hơn 5 triệu. Đó, khoảng hơn 5 triệu thì nó sẽ được trang bị về cái bộ group là full bộ chuyển động của Shimano luôn. Từ đùi đĩa nhôm của Shimano này, 3 tầng đĩa trước, gạt đĩa là của Shimano Tonei này. Về đằng sau là sẽ sử dụng là 7 lip. Đấy, 7 tầng lip phía sau và cũng là tầng lip của Shimano nhé. Đấy, gạt lip là của Shimano Tonei luôn này. Đấy, full bộ group của Shimano. Nên là cho các bác, anh chị và các bạn sẽ có những cái trải nghiệm về tốc độ cũng như là cái mình có thể sử dụng đi trên nhiều những cái cung đường cũng như là cái tốc độ khác nhau. Và đặc biệt cái dòng mẫu Kali S2000 này thì sẽ sử dụng phần cối lip nhé. Toàn bộ các phần cối lip sau, trục giữa và trước là sẽ sử dụng là trục bạc đạn. Đấy, và thứ hai là của hãng Kali luôn. Đây là về cái độ trớn này, bon rất là cao. Đấy, kết hợp với đó nhé, thì cả vành trước và vành sau thì chắc chắn là vành nhôm rồi. Nhưng mà về phần lốp này em muốn nói một chút về phần lốp. Thì trên mẫu Kali S2000 sẽ sử dụng lốp Kenda, thông số là 700x28C, thương hiệu Nhật Bản này, khá là tốt này. Mọi người có thể nhìn này, lốp rất khá là nhỏ, trơn ít vân gai, nên là mình đi nó sẽ bon hơn. Đấy, không có ma sát lên mặt đường quá nhiều, quá lớn thì mình sẽ bon và nhẹ hơn. Rất là phù hợp để các bác, anh chị, các bạn đi thể dục thể thao hàng ngày, đi dạo phố, cà phê, hoặc là mình có thể đi theo đoàn, đi trên những cung đường dài nhá. Thì cái mẫu Kali S2000 này là một trong những cái sự lựa chọn rất là phù hợp mà giá thành chỉ khoảng hơn 5 triệu, thì khoảng hơn 5 triệu thôi. Đó, thì cho bác anh chị nào mà ưng cái mẫu xe này thì có thể gọi ngay cho em qua số điện thoại 0919008533 để đặt hàng cũng như là được tư vấn kỹ càng hơn, và bên em sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển toàn quốc nhá. Đến mẫu số 2 thì là một cái mẫu phiên bản nâng cấp hơn của mẫu Kali S2000, đó chính là mẫu Kali S3000. Thì vẫn trong cái phân khúc giá chỉ khoảng hơn 5 triệu và dưới 6 triệu thôi. Thì để các bạn anh chị cùng em xem nó có điểm gì nâng cấp nhá. Đấy, về ngoại hình thì cũng giống nhau rồi, vẫn là dòng xe touring. Nhưng mà điểm nâng cấp nó khác biệt đi là về màu sơn. Đấy, sơn của mẫu Kali S3000 sẽ là màu sơn lì nhá. Đấy, màu sơn lì đem lại cái sự mạnh mẽ, khỏe khoắn và thể thao hơn rất là nhiều. Và phần khung thì cũng sẽ là cái bản nó to, chắc khỏe hơn một chút. Đấy, thì cái mẫu Kali S3000 này sẽ phù hợp cho mọi người nào mà mình có cái tính cái mạnh mẽ một chút và thể thao. Đó, thì là sẽ sử dụng cái mẫu này rất là phù hợp. Và chiều cao thì cũng tất nhiên là sẽ phù hợp cho các bác anh chị có chiều cao trên 1m50 là mình có thể sử dụng được một cái mẫu Kali S3000 này rồi. Và cùng với đó nó sẽ có một điểm nâng cấp khá là đặc biệt, đó chính là về phần bộ chuyển động nhá.
Thay vì là 21 cấp tốc độ thì mẫu S3000 đã lên là 3 đĩa và 8 níp, tương ứng với đó là 24 cấp tốc độ, và cũng sử dụng full của Shimano luôn. Đấy, 3 tầng đĩa này, đấy, đùi đĩa Shimano, gạt đĩa Shimano Tone, và đằng sau là sẽ sử dụng là 8 tầng líp thả nhá. Đấy, sử dụng 8 tầng líp thả của Shimano và gạt líp là của Shimano Tone. Đấy, là một cái điểm nâng cấp khá là đáng kể. Nên là vì vậy nên là về cái tốc độ đạp của cái mẫu Kali S3000 sẽ đem lại cho các bác anh chị một cái tốc độ đạp tốt hơn, cùng với đó là cái sự sang các tầng đĩa, tầng líp, chuyển các chế độ đi sẽ nhanh, nhạy và nhẹ nhàng hơn cái mẫu Kali S2000 nhá. Đó, và về phần cối líp thì cũng có tiếng nổ kêu cũng khá là giòn và bon rồi. Đấy, về trục trước, giữa và sau đều sử dụng là trục chạy bạc đạn, nên là cái độ trớn này, độ bon và độ bền rất là cao. Còn về phần phanh thì sao? Nói qua một chút là phanh thì trên cả hai mẫu Kali S2000 và mẫu S3000 này thì đều sử dụng là hệ thống phanh bóp vành như này. Đấy, rất là êm ái, nhẹ nhàng, đấy, bảo dưỡng sửa chữa đơn giản và chi phí gia thành cũng sẽ rất là hợp lý và phù hợp thôi. Đấy, phần đằng trước thì sẽ là có khóa trục mở nhanh ở đây. Đấy, các bác anh chị tháo lắp xe rất là đơn giản và dễ dàng thôi. Đấy, mình thì cần mở ra và đóng vào như này. Đấy, rất là tiện lợi khi mình sửa chữa và bảo dưỡng. Cùng với đó là cái phần yên. Đấy, yên của mỗi cấp một dòng Kali thì sẽ có kiểu yên dáng rất là thể thao và có lỗ thoáng khí như này. Đấy, giúp mọi người sẽ đi không bị nóng mông, ê mông trên những cái cung đường dài. Và đặc biệt là những cái trọng lượng của dòng Touring này khá là nhẹ. Đấy, các bác anh chị có thể em nhấc rất là đơn giản và dễ dàng thôi. Giá thành thì khoảng hơn 5 triệu. Các bạn anh chị nào mà ưng một trong hai mẫu xe thì hãy có thể là gọi điện cho em qua số điện thoại 0919008533 để đặt hàng và được tư vấn thêm nhé. Mẫu số 3 đó chính là mẫu Free 2.4 phiên bản 2024, đấy, cũng thuộc dòng Touring. Và cái mẫu xe này thì có giá khoảng hơn 6 triệu. Thì các bác cùng em đi xem có điểm gì nâng cấp nhá. Đầu tiên là về ngoại hình, đúng không ạ? Đấy, ngoại hình xe thì nó sẽ có cái điểm khác biệt và nâng cấp là xe đã được trang bị đầy đủ chắn bùn trước và sau. Đấy, chắn bùn bo rất là đẹp và chắn bùn rất là tốt. Đồng thời là có ba ga để đèo chở đồ. Đấy, mẫu này thì sẽ phù hợp để mọi người đi thể dục thể thao khá là ok rồi. Nhưng mà mình có thể là đi làm này, hay là mình sẽ đi những cái chuyến hành trình dài, bởi vì là có những cái phần phụ kiện như này. Đấy, có thêm những cái để đồ này, hay là để những cái phụ tùng khi mà trên những chuyến hành trình dài, rất là phù hợp và tiện lợi luôn. Và phần khung sườn xe thì cái dòng xe Chinix Free 2.4 sẽ sử dụng là khung nhôm, đấy, kiểu dáng là nhôm bo tròn như này. Và trên màn ảnh là màu ghi nhá, đấy, màu ghi cam như này, rất là đẹp. Và sẽ sơn nhám kết hợp cả màu đen nữa, đấy, logo chữ Chinix đen rất là đẹp và lì. Dòng này nhìn rất là khỏe khoắn và mạnh mẽ luôn. Đó, và thứ hai là về phần điểm nâng cấp, đó là phần phanh nhá. Đấy, với hai mẫu S2000 và S3000 là sử dụng phanh bóp vành, còn trên mẫu Free 2.4 là sẽ sử dụng phanh đĩa. Đấy, phanh đĩa cả trước và sau luôn sẽ sử dụng là phanh đĩa, nên là cái độ ăn phanh này, bền bỉ và ổn định của cái dòng phanh đĩa nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó, thì và phần trục này, đấy, trục Mayer thì cũng sẽ sử dụng là trục Mayer chạy bạc đạn rồi. Đấy, độ trớn, độ bon rất là tốt, nên là mình đạp nó sẽ lợi hơn về lực. Đấy, phanh này, đó, ok, rất là ăn nhá. Dòng phanh đĩa em khá là thích cái dòng phanh đĩa này. Để trên tất cả các dòng xe thì em rất đánh giá cao dòng phanh đĩa, bởi vì nó ngoài những cái ổn định ra thì nó sẽ mang lại sự an toàn cho mình rất là tốt. Cùng với đó là về bộ chuyển động này, hơn 6 triệu thôi. Đấy, cũng sẽ sử dụng phần đùi đĩa là đùi đĩa nhôm của Brogel này. Đấy, pedal này, 3 tầng đĩa nhé. Và cái tầng đĩa lớn nhất này của Free 2.4 này sẽ rất là to, nên mình sẽ rất là lợi về cái lực đạp và lực kéo. Đấy, gạt đĩa là cũng của Shimano Tone. Đấy, và đằng sau là sẽ sử dụng là gạt líp của Shimano Tone TX, và sẽ sử dụng là 8 tầng líp thả nhé. 8 tầng líp thả. Đấy, 8 tầng líp thả. Cái dòng líp thả này thì mang lại cho mình cái chuyển động nó sẽ tốt hơn, và thứ hai là nó sẽ có độ bền hơn. Đấy, líp nó sẽ trớn hơn. Và về cái tiếng kêu của cối líp thì cái dòng Free 2.4 này nó nghe, mọi người có thể nghe này. Nó giòn hơn, bon hơn và trớn hơn, khá là ổn hơn so với cái mẫu Kali S2000 và S3000 kia. Đó, thì mọi người có thể là tham khảo thêm cái mẫu Chinix Free 2.4 này. Đấy, em thấy là nó là một trong những cái mẫu xe về kiểu dáng khá là cân đối, hài hòa,
đầy đủ tất cả các option ba ga chắn bùn phản quang trước sau. Đấy, nhưng mà nhìn nó cũng khá là to, nhưng mà trọng lượng xe thì nó cũng không nặng hơn cái hai cái mẫu kia là bao nhiêu. Đấy, trọng lượng xe cũng khá tương đối khoảng 13 kg như này. Đấy, trọng lượng thì khá là nhẹ nhàng rồi. Và về vành biết là cũng là sử dụng là vành nhôm. Đấy, vành nhôm này kích cỡ là 700. Thì những cái dòng xe ba cái mẫu em vừa kể ở trên thì thuộc dòng xe touring thì nó sẽ phù hợp để các bác anh chị đi thể dục thể thao này, đi dạo phố, hay là các bác ở quê mình có thể đạp xe hàng ngày đi làm, hay là đi học, cho mọi người đi học cũng rất là phù hợp. Đấy, giá thành thì khoảng hơn 5 triệu. Thì mọi người ưng một trong ba mẫu xe em vừa giới thiệu trên, hay là muốn tư vấn thêm bất kỳ mẫu xe nào thì có thể comment ở phía dưới video, hay là gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 0919008533 nhé. Thì cũng rất là cảm ơn các bác anh chị các bạn đã lắng nghe và đón xem video đến cuối này. Mà xin phép kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bác anh chị các bạn ở những video tiếp theo.